nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a future, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. Thật đáng kinh ngạc. Pháp Y Hà, cô đến được khi nào vậy? Sao đừng tự ý tới đây, sẽ rất nguy hiểm. Anh đừng dọa tôi. Đến chiếc lá rơi anh còn xác định được phương hướng, huống chi có tiếng bước chân người đi tới. Không xong rồi. Có thảm án tại chân núi ngoại ô Giang Tân. Hai nạn nhân là bà Sáu, 60 tuổi và người con tên Hạo, 20 tuổi. Cả hai đều sống rất hòa đồng và rất được lòng người dân trong thôn, đều không có thù oán với ai. Cách thức ra tay rất tàn độc, như thể đây là một cuộc trả thù vậy. Nguyên nhân tử vong là do trúng đạn vào chỗ hiểm. Hung thủ chắc chắn là một sát thủ rất thông thạo súng. Sát thủ? Xấu giày này. Chắc chắn là gần đây. Chính là nó. Đồ y tế băng bó vết thương. Độ dài của tóc. Chất tóc cứng và màu ánh bạc. Không ổn rồi. Có chuyện gì vậy? Thám tử xe lúc Huy. Hắn ta còn sống. Nắng nổi quá. Đây để con nhảy. Mẹ của người bị ngất. Ô, vẫn còn sống, mau phụ mẹ ông tay. Con mang bát cháo lên cho anh ấy ăn. Hổ giờ lại chắc đói lắm rồi. Em mời anh. Anh ăn từ từ thôi. Mẹ em nấu nhiều lắm. Hết em lấy thêm cho. Đây là thuốc bổ mẹ em sắc, nó sẽ giúp anh mau khỏe. Đến lúc rồi. Cảm ơn cô và em đã chăm sóc cho tôi. Thôi thì tôi có món quà cho gia đình. Tính mẹ em vậy, thì người gặp nạn là hay giúp lắm. Anh không phải khách sáo đâu. Không thể nào, không thể như thế được. Sao hắn lại có thể? Tôi tin rằng điều đáng sợ nhất sắp xảy đến rồi. Nhanh cái chân lên. Thái độ như thế kia, như thế.
bộ ốc đó. Mẹ kiếp. Để tao giúp mày đi gặp tổ tiên. Anh Đạt, cảm ơn anh đã cứu em. Khỏi. Mục đích chính tao cứu mày là cần thêm đồng đội để lập kế hoạch giải cứu ông trùm. Anh nói sao? Không được đâu. Bên phía cảnh sát đã nắm được toàn bộ hành tung của băng cứu vũ chúng ta, đặc biệt là tên Celok Huy. Hắn có khả năng lần ra manh mối để tìm kiếm hung thủ. Chúng ta không thoát được đâu. Ý mày sao? Em sẽ trốn sang Campuchia. Em muốn làm lại cuộc đời bên đó. Em muốn rửa tay gác kiếm. Mày đã quyết vậy, anh cũng không cản. 12 giờ đêm nay sẽ có thuyền sang Cam ở phía bắc ven sông ngoại ô. Em cảm ơn anh. Em chào anh. Loại mày không xứng đáng được thở. Thật là hoang phí oxy. Hắn bất chấp ra tay sát hại hai cảnh sát, mạo hiểm để cứu đồng đội. Vậy tại sao tên đồng đội lại bị sát hại? Hay có sự xuất hiện của các băng nhóm đang nhăm nhe chiếm địa bàn của Cuồng Vũ? Không đúng. Nguyên nhân tử vong được xác định là do viên đạn được bắn từ phía sau, cự ly vào khoảng hơn 10 mét. Động cơ duy nhất chỉ có thể do hắn cảm thấy bị phản bội. Có lẽ do tên này không chịu tiếp tục theo băng đảng để thực hiện các phi vụ xấu tiếp theo, nên đây là kết cục. Đạt chó điên. Hắn đúng là một tên độc ác và danh ma. Mọi chuyện chắc chắn chưa dừng lại ở đó. Alo, đã đến lúc quay trở về rồi đấy, biệt đội sát thủ. Thám tử Celok Huy, mày tàn của mày đến rồi đấy. สวัสดีค่ะ สับลี Báo cáo kết quả đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn tôi đang nắm giữ đường dây giao hàng ở Tam Giác Vàng giữa ba quốc gia Lào, Thái Lan và Myanmar. Tất cả các băng nhóm cản đường đều đã bị quét sạch. Đợt này gọi bọn tôi về gấp có việc gì đấy? Ông trùm đã bị bắt. Nhiệm vụ ưu tiên trước mắt là phải giải cứu ông trùm. Ý ông là cướp tù nhân? Chúng ta bắt đầu hiểu nhau rồi đấy. Kế hoạch thật điên rồ. Nhưng tôi thích.
Ra đây. Cẩn thận, địa hình phía trước rất hiểm trở. Tất cả nâng cao cảnh giác. Rõ. Thám tử Sherlock Huy, anh sao vậy? Tôi đang xem lại tất cả hồ sơ về tên đạt chó điên của băng Cuồng Vũ. Hắn là cánh tay phải của tên trùm. Tên này nổi tiếng rất trung thành. Mọi hành tung của hắn thời gian gần đây đều rất bất thường. Ngay cả việc hắn thủ tiêu tên đồng đội. Theo suy luận của tôi, động thái tiếp theo của hắn chắc chắn liên quan đến tên trùm. Ý anh là hắn sẽ cướp tù nhân? Nghe hơi điên rồi, nhưng tôi tin hắn sẽ làm vậy. Tôi nghĩ anh đừng lo xa. Giờ hắn ta chỉ còn một mình. Đến tên đồng đội hắn còn trừ khử. Sẽ không còn ai trợ giúp hắn nữa. Một thân một mình, tôi nghĩ có cho thêm tiền hắn cũng không dám cướp tù nhân. Hắn chắc chắn còn một quân bài chưa nhỉ. Chưa kể lần áp giải đến nhà lao lần này do đích thân đội trưởng chỉ huy. Nhưng... đội trưởng là người có kinh nghiệm, anh đừng lo. Đội trưởng đâu? Đã lên đường áp giải tên trùm được khoảng 30 phút rồi. Sherlock Huy, anh đi đâu vậy? Tôi vẫn tin vào trực giác của mình. Tôi sẽ đuổi theo đội trưởng. Thật ngoan cố. Tôi theo anh. Sói đã vào hang. Cẩn thận, giữa nơi hoang vu vắng vẻ, sao lại có người bị thương? Anh cứ lo xa, chỉ là một người phụ nữ, có thể là khách du lịch bị gặp nạn, để tôi xuống kiểm tra. Chào chị không sao chứ? Có mai phục! Mày hết đường rồi, bọn cấm chết tiệt. Chắc nó lên bàn thờ rồi. Rút. Boss. Làm tốt lắm.
Chúng ta đến muộn rồi. Không thấy đội trưởng đâu. Hướng này. Hướng này. Anh đi đâu vậy? Xuống hạ nguồn. Đội trưởng chắc chắn đã nhảy xuống đó. Cẩn thận. Đội trưởng chết rồi. Đội trưởng. Tôi có thể xuất viện được rồi. May mà viên đạn chỉ sượt qua da. Lần này anh mạng lớn đấy. Lần sau anh phải hết sức cẩn thận. Cảm ơn cô, tôi biết rồi. Tôi xin lỗi, đã để tên chúng trốn thoát. Đó không phải lỗi ở anh. Chỉ vì tên đạt chó điên còn sống nên đã dẫn theo hiệu ứng cánh bướm, khiến anh lâm vào tình thế nguy hiểm. Vậy giờ tình hình băng cùng vũ thế nào? Lục chạm trán, tôi thấy có rất nhiều thành viên mới và bọn chúng đều có những kỹ năng rất điêu luyện. Trước lúc anh bình phục, tôi đã điều tra được toàn bộ thông tin bọn chúng đã nắm quyền quản lý ở đó. Sắp tới sẽ triển khai kế hoạch thâu tóm thị trường hàng cấm ở châu Á. Không ngờ tình hình lại tệ đến mức này. Phải triệt phá ngay hang ổ của chúng trước khi kế hoạch này thành công. Để tôi đi báo cáo, huy động lực lượng. Khoan, cô không thấy có một điểm kỳ lạ trong đợt cướp ngục này sao? Ý anh là... bọn chúng nắm được toàn bộ hành trình và ra tay một cách hoàn hảo. Phải, sao lại thế được? Bọn chúng có nội gián. Tình thế trước mắt quá gấp, tôi chưa có thời gian tìm ra tên gián điệp. Nên để tránh đánh rắn động cỏ, hãy hành động bí mật. Tôi hiểu rồi. Toàn bộ đường dây giao hàng ở Tam Giác đã thuộc quyền quản lý của chúng ta. Sắp tới hàng về sẽ không còn bọn nó cản đường. Phía nội gián báo lại, bọn thám tử vẫn không thấy có động tĩnh gì. Bọn nó chắc vẫn đang hoang mang, không biết vì sao ông Trùm lại có thể thoát được một cách trơn tru như vậy. Thế cờ này hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Làm tốt lắm. Thám tử Selokwi, lần này ta đi trước ngươi một bước rồi.
Báo toàn bang, có khách viếng thăm. Lại là mày. Lần trước bết như con rết chứ biết sợ. Dù có như thế nào, ta cũng không bao giờ lùi bước trước những kẻ xấu xa như ngươi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy ngực sệ chưa hết hồn. Ở đây một mình tôi là quá đủ rồi. Nàng thích thì ta chiều xử đẹp chúng đi đấy. Đối thủ của mày ở đây ai? Nằm hòm đi thằng khốn. Vịnh biệt. Mẹ kia. Tao chờ mày lâu rồi đấy. Tôi cũng đến để đón cậu đây. Đón tao? Đi đâu? Đi vô tù, nằm chiếu cho mát. Nguyễn Kiếp! Cậu không sợ tôi sẽ bắn cậu sao? Chết sao nó quẹt mà! Lúc đó, nhất định tao sẽ tìm mày! Bản lĩnh đấy. Rất đáng mặt đàn ông. I like you. Thần khốn! Tao lên đây! Boy.
Tên khốn này không phải dạng vừa. Tên này chiêu thức toàn dùng chân, lợi thế rất lớn, rất khó tiếp cận. Toàn thân mẹ văn tuần bắt đầu. Thân pháp nhanh nhẹn lắm. Diện trả mối hận này.
Đồng đội đang cần mình. Không được, mình phải vung lên. Chúng ta lại gặp nhau. Tôi tìm ông cũng vất vả đấy. Một nhân tài với bộ não xuất chúng. Thử nghĩ đi, nếu cậu về phe với tôi thì cả thiên hạ này thuộc về chúng ta. Biệt thự, siêu xe, gái đẹp, sống an nhàn hưởng thụ cả cuộc đời. Thiết nghĩ không sướng hơn hay sao? Con người ai cũng có mục đích sống của riêng mình. Tiền không phải là thứ quyết định nên tất cả. Quan trọng là chúng ta để lại giá trị gì cho đời. Ông nên quay đầu trước khi quá muộn. Quay đầu. Ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn theo ta còn không được. Bớt ảo tưởng quyền lực lại đi. Tâm sinh tướng. Tuy tôi hơi bướng nhưng được cái cứng đầu. Để ta cho cậu biết cái giá của sự cứng đầu. Đừng im. Mò được đến tận đây giỏi lắm. Tiền xê Lộc Huy chết tiệt. Món nợ lập trước. Giờ ta sẽ tính sổ với ngươi. Ơ kìa, sao thế? Xê Lô Huy cuối cùng cũng chỉ là một kẻ bại dưới tay ta. Hối hận chưa? Sếp, đến giờ kết thúc nó rồi đấy. Pha chốt hạ này. Em mời sếp. Tạm biệt thám tử Xê Lốc Huy. Nhìn bộ dạng trước khi chết của nó kìa. Một tài năng nhưng bạc mệnh vĩnh biệt. Thằng khốn, mày làm cái quái gì vậy hả? Không phải vội, giờ đến lượt mày. Gãy ngứa à? Mày là thứ quái quỷ gì vậy hả? Rõ ràng mình đã hạ gục hắn. Hắn đang trở thành thứ quái quỷ gì vậy? Miễn nhiễm với đạn. Hắn đang bất tử sao? Giờ đến lượt mày. Thằng khốn, gãi ngứa cho tao xong chạy đi đâu đi? Phải bình tĩnh. Dù cơ thể có bất tử thế nào, chắc chắn hắn phải có điểm yếu. Để tao tiễn mày theo hai thằng khốn kia luôn.
sau đó sẽ đường đường chính chính tiếp quản bằng cuồng vũ. Tất cả đường dây giao hàng sẽ nằm trong tay tao. Sẽ không còn đứa nào cản đường tao nữa. Bobby à! Đừng ngoảng mồm ra như thế. Mày cũng theo nó ngay bây giờ đây. Tên khốn, đến lúc rồi. Chỉ còn một cơ hội cuối cùng, dồn hết sức lực tấn công vào vùng đầu, mong rằng suy luận của mình đúng. Come on baby. Ngứa. Ôi. Bộ não của hắn được bảo vệ bởi lớp sọ. Dù đã tấn công nhưng không hề hấn gì. Nhất định phải có cách nào đó. Không được, mình không thể đuổi bước. Đúng rồi, điểm yếu duy nhất dẫn đến bộ não trung tâm. Tên là Quy, là hướng từ cổ họng. Tên khốn chưa tướng ai. Pháp Y Hà. Pháp Y Hà, cô nhất định phải sống. Mau điều một xe cấp cứu đến đây. Yeah.